Sau 2 ngày diễn ra chiều nay, diễn đàn Mekong Connect năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11, diễn đàn Mekong Connect 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trong đó phiên chợ khởi nghiệp xanh quy tụ gần 150 doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp, đổi mới sáng tạo với hàng trăm sản phẩm xanh, hữu ích tham gia trưng bày, quảng bá và kết nối thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự kiện chính của diễn đàn thu hút hơn 600 đại biểu trung ương và địa phương trao đổi các vấn đề liên quan gắn với chủ đề của diễn đàn năm nay là chủ động nâng chất lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững dùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại đây có 12 doanh nghiệp hợp tác xã được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập. Ngoài ra, tại diễn đàn cũng đã diễn ra hoạt động ký kết biên bản hợp tác giữa bộ ngành địa phương, doanh nghiệp liên quan nhằm triển khai hiệu quả mối liên kết thông qua các đề án cụ thể.